Bên ra như này đúng không? Không dài hết. Trông rồi. Cắt thấp hay cắt cao? Được rồi. À, đến tầm này nhé. Có phải phiền thật? Hơn 2 tháng rồi nhỉ? Được. Lại không thành cắt nữa. Tầm này nhá. Dạ. Đi ra nha anh. Xem các bớt đi chưa? Đấy, nó chặn cái thật. Nó đi một chút phân nha. Là cái bộ về cho mẹ rẻ không, mấy chục nghìn thôi. Mấy đang bảo Cúc xem tiền của thằng bạn cái nào bên kia không, mới bảo có nhưng mà chắc quên hôm qua mà quên mang sang. Nó vào chậm như con rùa ấy. Dây loa bữa không dùng cho lốt rồi.
xoáy xấu nhìn không rõ, được chưa? Mai cái để dài nhá. Cạo râu gì không? Phát điện thì vẫn giảm ngay. Từ đang từ sao? Đó dầu dừa mặt mũi. Cái tóc của dựng giá bán này. Thank you.